27 tuổi và 2 lần kinh doanh thất bại, làm sao để tìm hướng đi mới trong sự nghiệp? Khi tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi đang rất mệt mỏi. Tôi đã không còn gì cả ngoài một đống nợ. Tôi năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp một trường kinh tế, đã 2 lần khởi nghiệp và tất cả đều thất bại. Giờ tôi đang ngồi viết, trên tay cầm ổ bánh mì của buổi ăn trưa, bữa tối đã được chuẩn bị sẵn một gói mì tôm. Còn ngày mai, tôi vẫn chưa biết lấy gì để ăn, có khi cái máy tính xách tay tôi đang viết này cũng sẽ rời xa. Thời sinh viên, tôi vừa đi học vừa lao đầu kinh doanh nhỏ lẻ. Số tiền tôi kiếm được cũng đủ nuôi sống bản thân, hoàn toàn không dựa vào gia đình. Ngày đó, tôi đi làm bán thời gian để học hỏi kinh nghiệm. Tuy là sinh viên nhưng tôi vẫn được trọng dụng. Đến khi ra trường được công ty mời ở lại làm. Nhưng tôi đã từ chối, tôi cùng với mấy đứa bạn bắt tay vào một dự án đặc sản. Nhưng tất cả đã thất bại chỉ vì đội nhóm không phù hợp, một vấn đề mà rất nhiều người khởi nghiệp mắc phải. Tôi bỏ cuộc và bắt đầu nợ nần. Lần thứ hai, tôi bắt đầu khởi nghiệp lĩnh vực tiêu dùng nhanh. Lúc đầu tôi chỉ làm một mình. Khi ấy, thu nhập của tôi cũng khá ổn định trong vòng một năm. Dần dà, ý tưởng của tôi bị nhà cung cấp ăn cắp. Điều đó cũng đồng nghĩa thị trường của tôi ngày càng hẹp lại. Tôi lại chìm trong nợ nần, làm gì kỳ thất bại, ngày xưa tôi học cũng giỏi. Bà con trong xóm ai cũng khen và quý mến. Giờ đây tôi vẫn chưa làm được gì, gặp họ tôi chỉ biết cười khi hỏi về công việc. Giá như từ đầu tôi chọn việc làm ổn định ở công ty thì giờ có lẽ cũng đủ tự tin để khoe đang làm chỗ này chỗ kia. Tôi ân hận là mình đã quản lý dòng tiền không tốt, dùng tiền của gia đình vay để lao vào kinh doanh. Đến nay tôi đã ra trường 3 năm, nhưng vẫn chưa giúp được gì cho bố mẹ, lại còn trở thành gánh nặng gia đình. Giờ đây, tôi đã không còn gì cả ngoài một đống nợ. Nhưng tôi vẫn vui cười để cho gia đình khỏi lo lắng. Lâu lâu bố mẹ điện thoại hỏi thăm tôi vẫn cười, dạ và nói mọi chuyện vẫn đang ổn. Khi khởi nghiệp thất bại, tôi cảm thấy mình thật sự cô đơn. Tôi không biết chia sẻ với ai, thấy mọi việc bế tắc. Tôi thấy mình vô dụng và bất tài, giờ đây tôi chỉ còn một thứ duy nhất, lòng tin ở bản thân và tìm một mục tiêu ngắn hạn, một công việc tạm bợ để tự nuôi sống bản thân mình trước. Rồi tôi sẽ khởi nghiệp lại, kinh nghiệm thành công thì chưa có, nhưng rút ra được kinh nghiệm thất bại thì tôi rất nhiều. 1. Cộng sự, các bạn hãy chọn một cộng sự thật tốt, cùng chung chí hướng, nếu không chúng ta nên làm một mình. 2. Quản lý thời gian, hãy quản lý thời gian thật tốt. Vì bạn khởi nghiệp, không ai quản lý bạn. Bạn sẽ rất dễ sinh ra tật chủ quan về giờ giấc. Hãy tin tôi, như thế sẽ giết chết bạn. 3. Đừng bao giờ dùng tiền của gia đình, vì dùng tiền của bố mẹ, bạn sẽ thấy thất bại không đáng sợ. Bạn sẽ hoàn toàn chủ quan khi có một món tiền mà bố mẹ đưa cho. Chính vì nó, bạn quản lý không tốt và dẫn đến thất bại, trở thành gánh nặng cho cả nhà. Nếu đam mê, các bạn hãy làm đi. Dù trông gai tới đâu, niềm tin của chúng ta sẽ dẫn lối. Tôi tin bản thân tôi và những người cùng đam mê như tôi sẽ làm được. Video player 00002402. Bạn thân mến, khởi nghiệp đầy gian nan và thất bại là điều khó tránh. Rào cản lớn nhất của chúng ta là tâm lý khi khởi nghiệp thất bại và làm thế nào để bắt đầu lại từ con số 0 thậm chí là số âm. Duy Anh Web có một vài chia sẻ dành cho bạn. 1. Nghỉ ngơi, đúng thế, nghỉ ngơi là cần thiết trong khi hầu hết mọi người làm điều ngược lại. Tập trung nghiên cứu sâu vào vấn đề trước mắt, suy nghĩ và lo lắng tìm kiếm mà không cần biết đến khả năng tìm ra giải pháp. Sự thật là trong bất kỳ tình huống nào bạn cũng sẽ không thể thấy rõ vấn đề khi bạn còn đang mắc kẹt trong đó. Để nắm bắt tốt tình hình đang diễn ra, điều tốt nhất bạn nên làm thường là điều bạn không hề nghĩ đến, tránh sang một bên và nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan. 2. Ngồi xuống và xác định lại mục tiêu của bản thân, dòng đời khiến chúng ta bị xoay quanh những thứ tầm thường. Theo những ngọn sóng gặp phải, chúng ta sẽ bị xô đẩy, sẽ bị cuốn trôi về hướng đi khác. Lý do tại sao nhiều lúc bạn cảm thấy đang bơi ngược dòng vì sự thực chính là như vậy. Cuộc sống và cách nó vận hành không cho phép nhiều người trong chúng ta có thể thành công, chúng ta được dạy để trở thành những kẻ bình thường. Đi từ sự bình thường này sang sự bình thường khác trong cuộc sống sẽ khiến chúng ta chán nản và kiệt sức. Những ai thúc đẩy bản thân nhiều nhất sẽ là những người dễ dàng kiệt quệ nhất. Những lúc thế này bạn nên ngồi xuống và nhìn lại chính mình, xác định lại xem chúng ta đã đặt ra mục tiêu gì và tại sao tại đặt ra mục tiêu như thế. 3. Sống chậm lại và quay trở về với thực tại, càng làm việc bạn sẽ càng bị phụ thuộc vào lối tư duy bán tự động.
mặc dù bạn chẳng muốn làm gì, nhưng vẫn cứ cuốn theo những kế hoạch và lý lẽ mỗi ngày. Khi bạn đã vào guồng, sẽ rất khó khăn để thoát ra, không cần biết mọi việc đang diễn ra thế nào, tốt hay không tốt. Không quá tệ khi mọi thứ vẫn đang có chiều hướng đi lên, những khi mọi thứ bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại thì sao? Cuộc sống càng khó khăn, càng không dễ để đạt mục tiêu đề ra thì bạn càng nên chậm lại. Bạn lo lắng vì bạn biết có điều không ổn. Để tìm ra hướng đi đúng, bạn phải chấp nhận sai lầm của bản thân. Khoai nghi ép 4. Tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống hiện tại vẫn tuyệt vời. Cách tốt nhất để không ghét bỏ cuộc sống của chính mình là tự nhắc nhở với bản thân rằng bạn đang sống tốt. Nếu mọi chuyện trở nên không ổn, cuộc sống sẽ đen tối đi, không cần biết bạn là ai. Tôi chắc chắn rằng sẽ có những thứ khiến bạn thấy vui vẻ. Và như thế, chính là bạn đang còn tồn tại. Tất cả mọi thứ bạn làm nên sẽ cùng tạo dựng cuộc sống của bạn. Phần lớn những điều đó không phải là may mắn, sự thật là mình đang sống sẽ khiến bạn thấy vô cùng may mắn. Những người khôn ngoan chẳng bao giờ cho phép mình tập trung vào những thứ tiêu cực là ngu dốt. Hãy để những thứ tốt đẹp vây quanh bạn. 5. Lên kế hoạch và hành động. Để thành công, bạn phải có kế hoạch tốt và thực hiện đúng thời điểm. Bạn phải suy nghĩ, lên kế hoạch và thực hiện. Khi cuộc sống là một mớ hỗn độn, hãy tách bản thân ra khỏi đó, quan sát mọi thứ và sau đó, bạn sẽ tìm ra hành động đúng đắn tiếp theo cho mình. Mặc dù bạn không thể nào giữ bản thân như trên một chiếc xe đang ở tốc độ cao mãi được, nhưng không có nghĩa là bạn không thể tiến lên hơn nữa trong cả cuộc đời. Đừng cho phép bản thân quá thoải mái, hãy quay trở lại khi bạn đã có đủ chiến thuật và nguồn năng lượng mới để gánh vác mọi sự. Cuộc sống cần bạn tiếp tục chiến đấu. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này. Nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.